Trong chương trình thời sự tối ngày 7 tháng 10, chúng tôi đã phản ánh về việc Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn siêu Việt ở thôn giữa xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ngoài vi phạm trên, Hợp tác xã còn tự ý đổ đất đá làm biến dạng địa hình đất. Trong đó, hợp tác xã san lấp đất gạch vỡ trên diện tích gần 1.300 m² với gần 1.500 m³ đất gạch vỡ. Thời gian thực hiện hành vi vi phạm từ tháng 8 năm 2022 đến nay. Việc làm trên đã vi phạm điểm C khoản 1, điều 15, Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Được biết, vi phạm trên của hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn siêu Việt đã bị Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo lập biên bản vi phạm hành chính vào ngày 20 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, qua ghi nhận, việc dùng phế thải xây dựng để san lấp tại khu vực trên vẫn chưa được khắc phục mà ngày càng có chiều hướng lan rộng.